đầu video. Mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ thiệt là nhiều niềm vui và sức khỏe nha. À, các bạn ơi, hôm nay mình đi làm về cái mưa rỉ gã từ gọc ở ngoài nè. Các bạn nghe mưa không? Đó. Mình sẽ mưa rỉ gã làm nguyên con gà nướng muối ớt. Ôi nè, đúng. Này ướp với ông cỡ 2 tấn muối vậy. Nước miếng rẻ trời. Rau găm. Đây, hôm nay mình sẽ chấm với muối ớt xanh nha các bạn. Bên đây là muối ớt đỏ. Tự mình làm thử hôm nay là hai cái muối ớt này cái nào nó bên đỉnh nha các bạn. Đó. Đây nè. Đây bên này giấy dừa leo chà quá khứ luôn nè. Đây, bây giờ mình sẽ cúng cho ông bà đất đai xong rồi cái mình sẽ mời tất cả các bạn cùng thưởng thức liền nha. Review thử con gà. À, các bạn, con gà này mình sẽ cắt cái đầu nó ra nha các bạn. Tại vì YouTube nó hơi khó nha các bạn. Để cái đầu nó quét cái bú luôn. Rồi cắt ra nha các bạn. Cắt nó ra, trời ơi, nó giòn ghẻ vậy. Ui. Ồ. Trời ơi. Ôi, hết biết luôn. Ồ, nó ngon. Trời ơi. Nó cắt ra luôn nha các bạn. Trời ơi, oh my god luôn. Đây các bạn coi nè. Ớt nhiều lắm nha, mà ớt này nó không có cay nha. Cứ gặp mà ớt hiểm thì sát kiểu này rồi luôn á. Ngồi nuốt miếng luôn, khỏi ăn luôn. Cắt cái đùi luôn rồi, bự quá, thô lỗ quá, không được. Ăn cái đùi luôn á. Trời, cứ ghẻ trời. Ôi, cái này, các bạn coi nè. Nói chung là đi làm về cái mưa rỉ gã nha các bạn. Trời ơi, ngồi buồn vớt con gà nướng muối ớt rồi nha. Đây, để mình quết vô miếng muối ớt xanh nữa nha. Đây, mời tất cả các bạn miếng nha. Đây, mời tất cả các bạn nha. Vô quá. Ngữ pháp Việt Nam mà không tả nổi luôn. Ngữ pháp Việt Nam mà không tả nổi luôn. Ngon. Các bạn mà để đói á, trời ơi. Các bạn mà để đói á, các bạn mà ăn một cái thì thôi. Tới công chuyện luôn. Đây. Đây, mời tất cả các bạn miếng này nữa nha. Ôi. Đưa vô coi coi. Oh my god. Ngon. Cái bữa ớt này nó không có cài mấy nha các bạn. Vừa ha. Ngon. Ngon gái cường rồi. Bỏ quên lớp này đâu được, nặng cánh vô. Ngon lành nha. Ồ, nó ngon. Bây giờ mình làm một khúc này luôn chứ. Trời ơi, cái cánh đó nè. Ôi dồi, cái cánh này mà bay một cái rồi ra bên tới Australia luôn á. Đây, mời tất cả các bạn nguyên luôn đi. Mời các bạn nha. Mời con gái của cha luôn nha. Ôi, vô cái. Quay lên. Vô miếng muối ớt thần thánh rồi. Chấm ớt thần thánh cho nó thánh thần ơi coi. Ôi, thánh thần ơi.
hơi sảy luôn. Đây, hai tay luôn. Bốc thì mới ngon các bạn thông cảm nha. Đây, mời tất cả các bạn nha. Thấy luôn. Công nhận đúng với ớt nè, ba cái ớt nó ớt này giống ớt gì mà nó không có cay nha các bạn. Nó thơm thơm. Muối ớt xanh nó hơi phê hơn. Nó bắt hơn. Đây, mời các bạn miếng nữa nha. Cầm sướt như sướt mía đây. Ghê thật nha. Sướt như đạn nha. Đây, mày con gái của cha luôn nha. Ngon và da nó giòn nữa mà mình ăn hết còn lại bú luôn quá quá khứ rồi thịt nè gà thầy các bạn còn thịt nè cắm ruộng vô luôn các bạn ơi bạn bè thấy thích cái món gà nướng muối ớt này tặng cho mình like nha các bạn và hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo để mình cán được cột mốc kế tiếp. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Đây mời bạn bè nha. Ngon mà nói lẹo rửa luôn dở luôn mình biết sự ngon rồi không. Công nhận mấy cái ớt nó thơm chứ gặp ớt như mình ha ớt chừng 40 trái thôi là trời ơi khỏi ăn luôn cay á. Ăn tới giường luôn mà ăn mà bỏ xuống chó khóc luôn. Đây mời các bạn cái cánh rồi nha các bạn. Nói chung đi làm về mệt mệt mà dứt con gà nướng muối ớt này một cái nha các bạn. Tới công chuyện luôn. Đây mời tất cả các bạn nha. Chú quên mấy câu găm nữa không thận. Giờ gà găm luôn nha. Tới tại còn bài rồi chiều về cái mưa gỉ gã nhẹ nhẹ nha các bạn vô miếng dưa leo nữa nha các bạn vô miếng dưa leo luôn mà thứ nào chịu nổi à, vô miếng này luôn các bạn con gà bự gã mạc luôn mình cắt cái đầu rồi nha các bạn để cái đầu YouTube nó khó lắm quét cái quỳ ré luôn á. Đây mời các bạn nha. Ngon. Bỏ chảy một vẹt luôn bà. Rồi mới gặp mới nha bạn. Mời các bạn nha. Trời, không nguyên cái đồ luôn rồi. Trời nguyên luôn. Đây, mời tất cả các bạn nha. Mời con gái của cha ăn miếng đùi gà nha con gái. Vô mưa ớt xanh nè. Ôi trời. Ôi. Dạ, thơm. Trời ngon quá. Đây, mời
rồi tất cả các bạn miếng nữa nha. Các bạn có thể thấy thích cái điểm này, nhớ tặng cho mình like nha các bạn. Ăn con này muốn ứ hử luôn các bạn. Để mời tất cả các bạn miếng nữa, mình xin khép lại clip này nha các bạn. Trời ơi. Đây. Mời tất cả các bạn miếng nữa nha. Quá ngon. Hôm nay mình đi làm trời mưa gỉ gãi gỉ gãi, giết con gà nướng muối ớt này một cái ha bạn, ngon thì thôi vé luôn hết đường bàn cãi. Các bạn ơi, nếu các bạn có thấy thích clip này nhớ tặng cho mình like nha, và hãy bấm đăng ký kênh. Còn bây giờ thì mình xin khép lại clip tại đây nha các bạn. Xin chúc cho tất cả các bạn xem clip được vui vẻ nha. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt các bạn.